Hello, what's good? Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình tên là Chucky, thì thực ra thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Channel của mình thì mình sẽ làm về react về những cái MV mới hoặc là những cái clip viral trên mạng. Đây chỉ là cái video đầu tiên của mình trên cái kênh của mình thôi, nên là mình biết nó sẽ có những cái thiếu sót nhất định. Mình mong là mình sẽ nhận được những cái góp ý tích cực để mình có thể hoàn thiện và thay đổi theo một cái hướng phát triển hơn. Và hy vọng là mình sẽ nhận được những cái sự ủng hộ cũng như là sự support từ các bạn nhé. Không để mất cái thời gian của các bạn nữa. Đến phần intro nào. Let's Ok, thì đối với cái video đầu tiên của mình thì mình sẽ react một cái MV khá là mới của Space Speaker. Thì mình là fan rất là lớn, rất là big fan của Space Speaker từ rất là lâu rồi. Chắc là list ra những cái người mà mình thích nhất trong Space Speaker chắc là anh Tuliver, Subin và chị Kimmy là ba người mình cực kỳ thích luôn. Rất là tiếc là dạo này thì mình không có thấy sản phẩm của chị Kimmy nhiều. Còn trong cái sản phẩm này thì mình có thấy là có thấy có bốn người là anh Tuliver, anh Binz và anh Ram và anh Subin. Ok, thì mọi những gọi là những cái bình luận cũng như là những cái gì mình nói thì chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, nên là just keep it that way, ok. Thôi, không mất thời gian nữa. Let's go. Ok. Space con biết. Bài này sẽ kiểu căng lắm luôn á. Đọc lại thôi nào. MV đẹp quá. Yeah. Hold up. Free Fire hả? Free Fire nè. Ủa. Vậy là nhà này nhà quảng cáo rồi. Ok, thôi. Xin mời cứ chơi thôi. Cho nhiều giây quay quay quay. Việc chứ sao lại em sub. Ok, let's go. Yeah. Yeah. Thì âm thanh, let's go. Khi chỉ là mỗi về anh mắc tiền baby chờ anh tới đứng ngăn nắp từng hàng. Anh drop this from lúc tay xe mất tinh ngàn vàng. Về hợp cơ gọi anh anh đang đi đâu vậy? Anh drop this from lúc tay xe mất tinh ngàn vàng. Về hợp gọi anh cái âm thanh mà mãi. Tinh ngàn vàng về họ gọi anh cái âm thanh. Thì âm thanh thì âm thanh thấy chưa, tôi nói rồi tôi là một big fan của rap Việt nha mọi người. Ok, cứ ra tập mới là tôi coi liền. Ok, anh có hay mà một biết của đất thái thành nhạc bên tai tôi bắt nâng tôi hoài flow hợp đúng nó có lên đai nhớ ta xuân nói cái rồi lại nghe xong ơi em trong trời. Subin, let's go. Ý kiến cá nhân thôi nha. Xưa giờ tôi chưa thấy Subin ra một cái bài nhạc nào mà kiểu flop luôn á. Ý là nhạc nào, bài nào của anh Subin thì tôi thấy kiểu cũng rất là hay luôn, nhất là mấy cái bài buồn á, kiểu là ý kiến của tôi nha. Âm thanh luôn là căng dơ. Making masterpiece from my jumbos. A beat drop club banger. Lên nhanh đâu cần finger. Whole squad loaded up on top. Bao nhiêu lần rồi ông cả các member. Speakers chiều thành sàn. D&D anh mắc lên như là màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần bàn. Speakers chiều thành sàn. D&D anh mắc lên như là màn. Âm
Yeah. Anh Vin sẽ là người kết thúc bài này. Ok. 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 Yeah. Yeah. Bắt được anh khó lắm nè, đừng mơ. Bắn em ăn đâu dùng súng. Sạ thương mức độ này anh chỉ cần dùng thân. Nhắm kỵ không thể trượt được. Số đông lý hương nào anh đi ngược ngược. Map nào anh cũng vượt vượt. Đầu luôn bình tĩnh là lý do flow anh mực mực. Tiếng guitar kìa. Move trong yên lặng đó là cách ăn. Tiếng guitar. Khi bóng ăn thêm mực. Dĩ nhiên là whole squad nằm trên top rank. Top, yeah. Double S is the name. Space boy run the game. Free fire. Free fire. Khi màn hình em chợt sáng. Free fire lớn chung không? Anh hát bài see you again. Cái Puja này mình cũng đã có nghe qua ở trong một cái MV của anh Sơn Tùng thì phải. Ok, hình như anh Sơn Tùng cũng có làm nhạc quảng cáo cho Free Fire. Công nghiệp Free Fire khá là mạnh ở Việt Nam mình nha. Còn những cái MV kiểu làm toàn chất lượng thôi. Nhớ là MV của anh Sơn Tùng còn có kiểu biến hình hoạt hình rồi thứ nữa, kiểu animation rồi các thứ á. Đúng không? Animation hả? Đã biết hả? Nói chung là quạt hình đó. Đẹp quá. Đấy. Cái chỉ quá. MV đầu tư nữa. Nhà quảng cáo Free Fire Space Speaker. Ok, got it. Trước tiên thì nếu mà bài này không làm quảng cáo thì nếu mà kiểu ra bình thường thôi cũng kiểu hay nữa. Nó không có mang kiểu cái màu nhạc kiểu quảng cáo mà kiểu nghe kiểu quảng cáo á. Các bạn hiểu không? Ý là vậy đó. Ý là bài này đối với mình thì khá là hay. Beat thì số dắt rồi. Tuber không bao giờ kiểu là mình thất vọng ở những cái như là làm về beat rồi cái thứ. Quá căng luôn. Kiểu nghe rất là catchy luôn á. Ok. Thì bài này chấm điểm thì chắc là chấm là 9 trên 10 đó chứ. Cũng được đấy. Ok. Thì đó là phần reaction của mình. Thì như mình nói, ý kiến, những cái điều mà mình nói ra chỉ là những cái ý kiến mang tính cá nhân thôi. Mình rất là mong là sẽ nhận được những cái sự ủng hộ từ các bạn để mình có động lực làm những cái video tiếp theo. That's all for tonight. Peace. And I'm out. Ngủ thôi.